Mến chào bà con và các bạn trên mọi miền Tổ quốc nha. Hôm nay mình lại trở lại với cái khu vườn bông trang của anh Quốc. Sau những cái cơn mưa tầm tã, hoa thì rất là nở rộ, rất đẹp, để cùng chia sẻ đến bà con. Trước thì bà con cứ chiêm ngưỡng, sau đó thì bà con có yêu mến thì hãy liên hệ với số điện thoại của anh Quốc để được giao lưu cây. Và đây là cái khu vườn của anh Quốc ở ngoài vườn, hoa nó nở rất rộ đẹp vậy đây. Còn bên trong là những cái cây mà anh Quốc sẽ báo giá, thông số và giao lưu cùng bà con nha. Để tiện hơn thì anh Quốc sẽ chuẩn bị sẵn một số cây như những clip trước như vậy đó, để cùng giao lưu với bà con. Thì mọi chi tiết về cây thì bà con hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại của anh Quốc. Mình sẽ vào bên trong để cùng gặp Quốc nha bà con. Rồi, chào, chào anh Quốc ơi. Chào Liêm, Liêm ơi. Rồi, xin chào quý bà con, cô bác cùng anh chị em gần xa. Dạ, nay vườn của con có lên một số mặt hàng qua mẫu đơn để phục vụ cho quý bà con chơi cảnh, như hường sọc, mỹ vàng chanh, vàng sọc, mỹ tím và một số mặt hàng khác ạ. Dạ, con rất mong được phục vụ quý bà con, cô bác cùng anh chị em gần xa. Rồi. Địa chỉ của con là gần chợ Đất Sét, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại là 0356 194 139, cũng là số Zalo luôn ạ. Rồi, vậy mình lên cái thứ nhất anh. Rồi, đầu tiên là mã số 1 là một cây hường sọc ạ. Cây này lùng lực nha cô chú. Rồi, cộng tác viên của mình hôm nay có thêm được anh Thức ha. Hỗ trợ. Dạ, chiều cao là 74 ạ. Thấp phân là 32. Dạ, cái này còn dưới cái củ còn nha cô chú, con chưa có khui. Rồi. Vành gỡ ngón tay chỏ nha bà con, cỡ 4 hơn. Cái này tặng đều luôn nha cô chú. Cái này dùng để ban công rồi ha. Để các góc bàn, cạnh bàn rồi á. Để bằng cờ. Rồi. Cây này mã số 1. Rồi mã số 1 này giao lưu với cô chú ơi, anh chị em là 300.000 ạ. Đơn hàng của con bên con là từ 300.000 cho lên 30 ship nha cô chú. Rồi, ok. Bà con cái đơn hàng nào mà 300k bà con cứ nhắc điện thoại lên, alo số điện thoại anh Quốc là 3-4 ngày sau cây sẽ tới nhà. Dạ. Không phát sinh thêm phí nào cả. Rồi, mã số 2 là một cây mỹ tím ạ. Mỹ tím mình có nên cắt bung cái đàn không? Có chứ, cho cô chú coi cái đàn chứ. Cọp lại cho nó gọn, bây giờ mình phải xả ra nha bà con. Ồ, tàn rộng ha. Tàn đều nha cô chú, cái này tàn tứ diện bốn mặt luôn á. Tàn tứ diện bốn mặt luôn, búp có nở. Dạ, chiều cao là 81 tính 80 ạ. Hai chân. Đầu đầu. Dạ, thoát thân là 16. Cái này nếu cô chú thích thoát thân thấp á thì cô chú để hai tầng này ha, còn cô chú để thích cao á cô chú bó bầu hai tầng này nè, nhân giống hai được hai cây đều luôn nha cô chú, tàn cũng đều luôn, quá rộng rồi. Tàn cũng tứ diện luôn, lên thoát thân được cao chút. Nói chung là cây này đẹp nha cô chú. Mình đo thử cái tàn luôn anh, đo thử cái tàn ngang, ngang rộng luôn. Dạ, tán ngang là 85 ạ. Ok, 90 luôn. Rồi, cây này đẹp nha cô chú. Mã số 2. Mã số 2 này giao lưu với cô chú là 400.000 ạ. Ok. Mọi chi tiết cô chú xin liên cô chú liên hệ 0356194139 ạ. Bà con nào mà không rõ về cây hay mặt hoa như thế nào đó, bà con cứ liên hệ Zalo của anh Quốc để anh Quốc sẽ chi tiết cụ thể hơn. Rồi, tiếp theo mã số 3 là một cây vàng sọc ạ. Cây này về nhân cắt ra nhân giống công gửi đất luôn nha cô chú. Quá trời, tược luôn rồi, dưới gốc tược dữ lắm. Mấy đợt trước thì dọn sạch sẽ, bây giờ anh Quốc nay chơi để cho cô chú chị biết đâu cô chú nào đó thích nha. Vì nhân giống đó, nhân giống ra mình trồng làm du lịch đồ. Đây nè bà con ơi. Đó. Quá. Cái này là một cốt. Một cốt nhưng mà anh chừa là quá trời. Cái này cô chú về bỏ bầu ra. Còn cái một cốt. Cao mét mấy đây? Cao 1m1 ạ. 1m1. Đây để cái xả tàn ra cho cô chú coi. Được. Thôi, mình nay mình hơi nó cho anh buộc lại. Mặt hoa. Rất đó. Đẹp con. Đó, bung cái tàn ra quá chừng này. Cao 1m1. Cái thân này cũng là tự chính nha cô chú. Tự phụ nó cũng cả mét hơn nha bà con. Tự phụ thì nó cũng cả mét rồi. Nè, bằng với tự chính luôn. Dạ. Mấy tự phụ nè. Đây.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tượng nha cô chú, 12 tượng. Ok. Rồi mã số này mình giao lưu rồi, sao đây? Mã số 3 này giao lưu với cô chú anh chị em là 1.100.000 ạ. Ok. Tiếp theo mã số 4. Okay, là một cây mỹ vàng chanh ạ. Cây này tàn đều nha bà con. Phơm tàn tứ diện luôn. Chiều cao là 1 mét ạ. Tàn tứ diện luôn nha cô chú. Này gì cô chú bẻ dây ra ha, tàn chồi ủng luôn ha. Này, vô dây ra là bẻ này ra, có bông chơi nè, nói chung là búp có nở xe chuyền luôn. Chơi là quanh năm. Đợt nào cũng có bông hết. Rồi. Quanh này cỡ 4 nha cô chú. Quanh bằng ngón trỏ mình nè. Thóc thân cỡ 4 tấc luôn bà con ơi. Để thóc thân 44 ạ. À. 44. Rồi. Dạ cây mã số 4 này giao lưu với cô chú là 250.000 ạ. Tiếp theo mã số 5. Mã số 5 là một cây mỹ tím ạ. À. Mỹ tím thơm ạ. À. Cái này tàn cũng tàn khá là đẹp. Tròn ổn luôn nha cô chú. Dạ chiều cao là 86, con kính 80 luôn á. Tàn luôn, đo tàn luôn đi anh ơi. Dạ tán ngang là 73. 7 tấc hơn. Cái này cái này là độc chính. Rồi. Ok, cái này đang búp hoa nở đầy đủ hết cho nha bà con. Rồi quạch bằng ngón trỏ luôn. Rồi mã số 5 này giao lưu với cô chú là 400.000. 400.000 cho cây mỹ tím. Mã số 6 là một cây mỹ trắng ạ. À. Mỹ trắng đầu biến từ lá mỹ hồng nha bà con. Mỹ trắng hoa trắng tinh. Tinh khôi. Cây này có búp nụ. Cái gì? Cây này chưa búp nụ. À, ảnh bà con xem trên màn hình ha. Rồi chiều cao là 58 ạ. À. 5 tấc 8. Ở dưới này, dưới góc này nó được 4 chậu nha cô chú. 4 chòi. Dạ thoát thân là 19. Rồi. Cây này cũng khá là đẹp luôn nha cô chú. Tàn đều ha. Dạ mã số 6 này giao lưu với cô chú là 300.000 ạ. 300k cho cây mỹ trắng. Mã số 7 là một cây vàng son sữa. Vàng son sữa. Hoa rất là ngộ nha bà con. Dạ chiều cao là 1 mét. Mét. Nó có cái chi này nó bị tét cũng hơi lâu rồi nhưng mà nó còn dính da nha cô chú. À. Cái này cũng nó cũng còn đang ra hoa nè. Ra hoa còn tươi ha. Rồi. Cái này 1, 2, 3, 4 tược. Nếu bà con ấy cái này về bà con cắt được cắt cái tược này luôn thì mình còn thoát thân cao lên đây. Hoặc là chơi chân dài. Còn mấy nữa cô chú là cắt hai tượng này mình nhân giống thì mình còn được thoát thân cao. Bên đây cũng tàn trò được 3 tượng nè, cái đọt luôn. Chủ yếu là về nhà bà con có cái mặt hoa như vậy là chuẩn là ok rồi, cái bà con xử hết cái kia. Rồi, dạng son sữa mã số 7. Rồi, mã số 7 này giao lưu với cô chú là 600.000. Dạng son sữa. Đây có mặt hoa luôn, quá đẹp. Theo mã số 8. Mã số 8 là một cây mỹ hường ạ. Mỹ hường chân dài nha bà con. Chiều cao là 1m2. Mặt hoa rất là tươi, đột biến được lá mỹ cam. Rồi mình đo thóc thân luôn này. Thóc thân là 94 ạ. Cây này cũ nở nha cô chú. Đây. Ok. Này bà con về soi thêm nữa là lòi lên cũ nhiều. Mỹ hường chân dài, cao 1m2. Đang có mặt hoa vậy ha. Bà con yên tâm nha bà con. Rồi. Rồi, mã số 8 này giao lưu với cô chú anh chị em là 250.000 ạ. Một cây chân dài 250k. Mã số 9 là một cây vàng son Cần Thơ ạ. Chiều cao là 60. Sao tắt thóc thân là
13. Cây này bung cái tàn ra cũng đẹp nha bà con, khéo tướng diện luôn á. Tướng diện nha cô chú. Cái tượng này cô chú để cũng được mà cô chú về cái bó bầu cũng được đó nha. Bó bầu thì thoát khăn cao hơn. Này đa số mấy cây vàng son của anh Quốc là lùng mà lật giống chủ không ha. Rồi giá sao đây? Mã số 9 này giao lưu với cô chú là 250.000 ạ. 250k. Mã số 10 là cây pháp chân son ạ. Mã số 10. Chiều cao là 80. Pháp son. Đây nó có 1 2 tượng gốc 3 4 5 6. Này cô chú chiếc là được 6 7 luôn. Nhánh này nữa nè. Chiều này nó 7. Chiều lên 1 tượng 9 ha. Chiều lên 1 tượng 9. Hoa quá đẹp nha bà con. Còn mấy cô chú gì ha, cô chú cắt gom lại. Đây, cái gốc ở chỗ này nha bà con. Vành gốc nó bằng ngón út, bự hơn út. Một gốc thăng, một gốc nha cô chú. Rồi. Rồi, cây mã số 10 này giao lưu với cô chú là 400.000 ạ. Ok, sang dòng xuống cây luôn. Rồi. Mười một là một cây mỹ vàng chanh ạ. Mỹ vàng chanh. Đây nha bà con, hoa rất là tươi nha. Này là tàn tứ diện luôn nha cô chú. Chiều cao là 82 ạ, tính 80 ạ. Này cũ chưa khui nha cô chú. Chưa khui ha, còn nữa. Cao 8 tấc 2 nha bà con, mình tính 8 tấc luôn. Thóc thăng là 54. Thóc thăng 54, rồi. Mỹ vàng chanh. Mã số 11 này giao luôn với cô chú anh chị em là 200.000 ạ. Rồi, xuống cây luôn anh ơi. Mã số 12 là một cây mỹ hường lá mỹ cam ạ. Cây này phơm tàn về bà cho con chơi bông cái đợt hoa này hết rồi bà con cắt nữa là tùm. Tứ diện tròn cho. Chiều cao là 1m03, tính 1m ạ. Thóc thăng là 52. Cái này tàn tứ diện nha cô chú. Đây. Tại cái con nó bị hơi yếu. Cây nó hơi yếu ha. Tàn cái phơm tàn này là quá đẹp rồi. Mỗi đọt có mỗi hoa hết rồi nha bà con. Đây nè, búp búp hết rồi nè. Vành gốc bằng ngón trỏ mình luôn nha. Ha, bự cỡ khoảng 4. Mỹ hường đột biến từ rồi, mã số 12 này giao luôn với cô chú là 250.000 ạ. 250k. Mười ba là một cây mỹ trắng lá mỹ hồng ạ. Lá bóng lộng mướt mượt nha bà con. Cây ở chỗ anh Quốc rất là sung. Bảo đảm cho bà con là bao sống luôn. Bao sống. Đơn hàng từ 300.000 cho lên bao ship. Bao ship luôn. Được cô chú luôn. Dạ chiều cao là 70 ạ. 7 tấc. Chuẩn là bao chuẩn luôn. Còn ba tượng này ha, cô chú nhắc nhân giống, còn được khó khăn trên đây là 26. Cũ chứ còn nha cô chú. Okay. Chưa khui. Nè gửi nè, coi gửi mình nè. Cái cám nè. Cái cám nó bung lên giờ là cây rất là khỏe. Bởi vì cái lá nó bung lộng mà. Rồi giao lưu sao. Rồi mã số 13 này giao lưu với cô chú là 300.000 ạ. Rồi xuống cây luôn. Tiếp theo mã số 14 là một cây vàng sọc ạ. Chiều cao là 1m2 ạ. À. 1m2 chiều cao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tược dư đọt nha cô chú. Cái này bà con về muốn thúc lại là mình cắt vô. 4 tược trên, mỗi 1 tược là chiều cao nó là khoảng 78 cm. 80 mà tính 78 nha cô chú. Rồi. Vành gốc chỗ này bằng ngón tay trỏ mình ha. Vàng sọc. Cái này rồi, cái mã số 14 này giao lưu với cô chú là 350.000 ạ. Của Nguyễn Bình Tấn quá. Vàng sọc tướng sơ cừ quá rồi, vàng sọc tướng sơ cừ. Lá có bong bong. Rồi, xuống cây luôn anh ơi.
15 là một cây Mỹ tím à. Mỹ tím đang búp hoa nha. Con số đã nở rồi. Búp nhiều lắm bà con. Dạ chiều cao là 80. 88. Cái này phân tàn đẹp. Cũng gom tàn tròn nha cô chú. Tược đang. Tược đang bung ra ha. Quá trời vậy. Rồi quanh gốc phía này, này quanh gốc ở 4. Cũng thoát thân sạch ha. Sạch bon. Mỹ tím. Rồi mã 15 này giao đu với cô chú là 300.000. Ok. 16 là một cây Mỹ vàng chanh. Hoa rất là tươi nha mọi người. Vàng rực. Vàng sáng. Tới không anh Quốc? Chiều cao 1m1 ạ. 1m1 nha mọi người. Thốt thân là 57. Cây này có củ nha cô chú. Một bài. Một bài bành kỳ luôn. Mình đo cái vành bài thử chơi anh Quốc. Vành này chắc cũng cỡ 10 mấy hả. Mười lăm nha cô chú. Này bà con về là thấy bệ bà con xịt nước sôi ra. Ok luôn. Rồi mã số 16 này giao lưu với chú là 400.000. Mỹ và chanh. Rồi xuống cây anh ơi. 17 là một cây vàng sơn Cần Thơ. Kỳ quá mức rồi. Vàng sơn Cần Thơ. Chiều cao là 60. Quanh này bằng gần bằng ngón út. Cây cũng lực lắm các bạn. 1 2 3 4 5. 5 tược dưới cái đọt nha cô chú. Thì này nó thêm 2 tược nhỏ nè. À nó tự tạo ra, tự tạo nhánh thêm ha. Rồi. Rồi mã số 17 này giao lưu với cô chú là 300.000 ạ. Vàng sơn Cần Thơ mã số 17 300k. 18 là một cây Mỹ vàng nghệ ạ. Chiều cao là 1m1. Cây nó có hơi nét bông nó có hơi nét sọc nha bà con. Đây. Vẫn im sọc. Cao 1m1. Hốc thân là 60. Hốc thân 6 tấc. Đây. Đây cái củ nè nha bà con. Lòi rễ lên nè nha. Hốc thân sạch 60. Cao 1m1. Mỹ vàng nghệ. Rồi cái mã số 18 này giao lưu với cô chú là 200.000 ạ. Cây này tàn tứ diện luôn đó. Rồi ok. Mười chín là một cây vàng sâu qua mai ạ. Hoa búp hoa nở luôn nha bà con, có đầy đủ. Chiều cao là 70. Thóc thân là 50 ạ. Vành bằng ngón út của mình luôn. Vàng son hoa mai. Bông nó có 4 cánh 5 cánh. Dạ. Chân xe chân bông dạ, thì bạn 5 cánh hả? Có 5 cánh nè. Đây 5 cánh luôn nè, bên đây nè. Đó. Rồi. Rồi, mã số 19 này giao lưu với cô chú là 350.000 ạ. 350.000 ạ. Rồi, xuống cây luôn. Hai mươi là một cây Mỹ cam sọc ạ. Mỹ cam sọc chân dài. Chiều cao là 1m3 nha cô chú. Cây này anh Quốc hết đo được rồi bà con ơi, thông cảm nha. 1m3. Đây nó có 1 2 3 tược cô chú vừa bó ba bầu này ra ha. À, được 3 cây. 3 cây mới. 3 cây mới. Còn lại cây kia thoát thân dài miên man. Cô chú. Cái này củ bự ạ. Này để đo gốc này. Đo cái gốc. Quanh 7 ạ, 7.5 tính 7 ạ. Nha bà con, Mỹ cam sọc. Em ơi này giao lưu với cô chú là 500.000 ạ. À, đúng cây luôn. 21 là một cây vàng sọc Cần Thơ ạ. Cây
cây vàng son ở đây của anh Quốc, mình đa số mình thấy cây nào cái nấy nó sung quá, tốt quá. Chiều tốt. Cao là 66, tược mập, tóc thăng là 14. Nhìn cái tược nó mơn mởn đã ha. Rồi quanh gốc bằng con út nè bà con, nhỏ hơn út xíu nữa là con út này. Đây đó. Rồi mã số 21 này giao luôn với cô chú là 300.000 á. Vàng son Cần Thơ 22 là một cây vàng sọc á, vàng sọc tướng sờ cừ, đặc trưng cái lá nó là gân vàng hai bông. Để chiều cao là 95, tóc căng là 67. Dưới này nó có một tượng nghe cô chú, về để cho cô chú nuôi bẻ ha, còn cái nữa cắt làm giống cũng bằng ngon út luôn. Sàn sọc này tính xe cự nha bà con. Đây lá nó hơi ngộ đây ha, 4 cái đọt được 4 cái hoa. Rồi rồi mã số 22 này giao lưu với cô chú là 350.000 ạ. 22 vàng sọc. À. 23 là một cây mỹ vàng nghệ ạ. À. Đây, bông mỹ vàng nghệ nha bà con. À, có một số cánh nó bị chạy sọc cho mình luôn nè. Rất là ngọt. Chiều cao là 92, con tính 90 ạ. À. Này cũng tàn đều nha cô chú. Bà con về mà bẻ dây ra nữa à. Tóc thăng là 57 à. Rồi, quanh gốc của mình bằng con chỏ hơn ha. Hơn con chỏ cỡ 5 nè bà con. Phân sạch bị vàng nghệ. Rồi, mã số 23 này giao đối với cô chú là 250.000 ạ. À. 24 là một cây vàng sông Cần Thơ ạ. À. 松 Cần Thơ mặt ú ú. Rồi chiều cao anh ơi, chiều cao là 67, 6 tấc mấy, tóc thân là 15. Rồi hoành gần bằng hút luôn nha, mấy cái tàn chi của vàng son Cần Thơ là khỏi phải chê rồi. Rồi rồi mã số 24 này giao lưu với cô chú là 300.000. Hai mươi lăm là một cây mỹ vàng chanh ạ. À. Chiều cao là 1m2. 1m2. Tóc thân là 73. Này à, chừa cho khô chú một tay một chi với này nha. Vậy có nghĩa là mình khui sâu xuống dưới là còn cái đế nữa ha. Còn cái đế. Vành góc bằng tỏ. Nữa gì của chú mới bẻ ra gì cũng được. Mỹ vàng chanh chân dài thoát thân. Rồi rồi mã số 25 này giao đu chú, cô chú là 200.000 ạ. Hai mươi sáu là một cây mỹ hường lá mỹ cam. Hoa quá trời to luôn nha bà con. Chiều cao là 1m15. Hoa nó đây mới nở nó hường hường. Dạ bông một xíu đậm lên tí. Phơm tàn cũng đẹp luôn. Thốt thân là 63. Cây này đế ha. Này có củ nha cô chú. Củ đế. À, có gậy một rễ nè. Cái này nè, hai nè. Dạ. Ok. Này cô chú moi xuống còn nữa nha. Còn nữa ha. Cây này thốt thân chân dài miên man nha bà con. Đang ôm hoa rất nhiều. Tàn nhánh thì rất là đẹp. Đều tàn. Rồi. Rồi mã số 26 này giao lưu với cô chú là 300.000 ạ. Mỹ hường. Mỹ hường đổ biến từ lá mỹ cam á nha bà con. Hoa rất là đẹp. Hai mươi bảy là cây pháp chân son ạ. Đây có hoa luôn. Đại số là ở chỗ Anh Quốc là có mặt hoa hết. Này búp. Rồi chiều cao là 78.
rồi, quanh góc gần bằng ngón út nha bà con. Mã số 27 sao đây? Rồi 27 này giao lưu với cô chú là 300.000 ạ. Đây cũng là cây cuối clip của con ạ. Dạ con rất mong được bà con cô bác cùng anh chị em ngày xa ủng hộ con như những clip vừa rồi ạ. Dạ xin trân trọng cảm ơn ạ. Chúc cô chú ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và an lành ạ. Dạ cảm ơn. Rồi cảm ơn anh Quốc. Cảm ơn anh Thức luôn. Cảm ơn bà con đã theo dõi cái clip hôm nay. Bà con hãy liên hệ với số anh Quốc ở phía dưới màn hình nha bà con, để ủng hộ shop của anh Quốc. Số anh Quốc hoa rất là chuẩn, rất là đẹp, và bao sống bao ship cho bà con hết, với đơn hàng 300k. Bà con cứ alo điện thoại là có hàng tới nhà, không phải phát sinh phí nào hết. Cảm ơn bà con rất là nhiều. Hẹn gặp lại bà con vào những clip khác nha bà con. Chúc bà con một ngày xem clip vui vẻ. Chào bà con và thân ái tạm biệt ạ.